Hello mọi người, thì bây giờ cũng là thời điểm giữa cuối tháng 8 rồi và đây chính là khoảng thời gian mà các bạn tân sinh viên nhập học ha thì đối với những bạn tân sinh viên thì cái món đồ quan trọng nhất có thể nói là laptop rồi bởi vì ở năm 2024 thì mọi thứ chúng ta học thì đều liên quan tới laptop và như bạn cũng thấy thì trên bàn của mình đây đang là rất là nhiều những cái mẫu máy đến từ thương hiệu MSI ha và nó hướng trực tiếp đến các bạn tân sinh viên luôn à, mình rất may mắn được msi cho mình mượn những mẫu máy này để có thể chia sẻ các bạn là những mẫu máy nào sẽ phù hợp với từng nhu cầu khác nhau ha và đây cũng chính là những mẫu máy mà msi việt nam sẽ mang tới triển lãm phê show của tụi mình sự kiện vào cuối tuần này thông tin về sự kiện thì mình sẽ nói ở cuối video nhé còn bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu những cái mẫu máy này nhé đầu tiên là tiền đâu, một trong những yếu tố quan trọng nhất khi quyết định mua một chiếc máy tính dành cho việc học và có khơi kết hợp với chơi một chút xíu đó chính là về mặt kinh phí ha. Tất nhiên rồi, là tân sinh viên thì hầu hết uh, chúng ta sẽ sẽ được bố mẹ phụ huynh mua cho mình những cái máy và họ luôn luôn đặt về vấn đề về mặt kinh phí. chiếc máy mình đặt trên bàn đây chính là mẫu MSI Cyborg 15A12U. Mình có tham khảo trên những trang web bán lẻ thông dụng thì nó rơi vào khoảng 15 triệu đồng cho phiên bản base. nghe 15 triệu đồng mà nếu như là những bạn cùng thời với mình cách đây khoảng chừng năm cho tới 10 năm ra thì thấy, ôi rồi ôi máy 15 triệu thì chỉ có nước là làm văn phòng gõ quật thôi. nhưng mà các bạn thấy không? một cái máy rất là đẹp, rất là to và có thể nói là chơi game được luôn mà với mức giá chỉ 15 triệu đồng luôn. Thì với cái con số 15 triệu đồng các bạn được cái gì ha? Nói về mặt cấu hình trước cho các bạn luôn. Thì cái máy này vẫn được trang bị con chip thế hệ mới nhất. Cụ thể là cái máy này được trang bị con chip Core i5 12450H. Lưu ý nha, đây là con chip H luôn chứ không phải là con chip U tiết kiệm điện nữa. Kết hợp với đó là RAM 8GB và SD 512GB và một cái màn hình kích thước 15 inch độ phân giải Full HD thì có thể nói cái mức cấu hình này nếu như tầm 3 4 năm trước thì chúng ta gần như sẽ không mua được với mức giá 15 triệu đồng đâu các bạn. Nó phải rơi vào khoảng 20 cho tới 25 triệu đồng ha thì gần đây có thể nói các bạn tên sinh viên sẽ được hưởng lợi rất là nhiều từ cái máy này thì với những cái máy này mình cũng đã trải nghiệm trong vòng khoảng 2 tuần cho tới một tháng thì mình sẽ có những cái bài review đánh giá chi tiết riêng cho các bạn trong video này thì mình chỉ giới thiệu thôi thì nói sơ qua cái mẫu máy này cái điểm mà mình thích ở trên con máy này đó chính là tuy nó lớn và nó có một cái màn hình 15 inch nhưng mà cái trọng lượng của nó hoàn toàn không nặng nề như những thế hệ trước đó nữa cụ thể cái máy này trên tay mình chỉ có kích thước là hai ký mà thôi, thì mình thấy đối với một cái máy hướng tới việc gaming mà chỉ hai ký là hợp lý. Các bạn có thể thoải mái bỏ vô ba lô và có thể sách đi học đi ra ngoài cà phê làm việc học tập đều hoàn toàn ok cả. Máy hai ký kết hợp thêm cục sạc nữa thì rơi vào đó khoảng 3 ký đi, thì mình thấy đây là một con số chấp nhận được. Rồi về cái chất lượng build của cái máy này thì do nó có cái tên là cyborg cyborg giống như là một cái từ mà hướng tới các bạn hay chơi game cyberpunk đi nhận nửa người nửa máy đó thì cái máy này nó cũng có những cái hơi hướng như vậy cụ thể là ngay từ cái phần mặt a các bạn sẽ thấy là rất là đẹp với một cái logo hình rồng đỏ ở đây nhưng mà được làm khắc mờ màu đen rồi và chúng ta có những cái đường nét trong suốt có thể nói cái trend trong suốt trên những cái thiết bị tech nó đang là một cái xu hướng mà chứ không chúng ta sẽ thấy là đây khu vực cái phần nấm này trong suốt khu vực cái phần ngay phần bản lề kéo hết bản lời cũng là trong suốt luôn đặc biệt khi các bạn lật ở mặt cạnh sau đi cũng trong suốt và mặt đấy cũng trong suốt và nhìn rất là đẹp ha thấy được những cái bo mạch bên trong ống đồng tản nhiệt thấy hết nói chung là một cái điểm tô điểm nhẹ trên chiếc máy này mình thấy nó rất là ok về cảm giác sử dụng của cái máy này thì phải nói là MSI có một cái cách làm khá là đồng bộ ở trên những dòng laptop gaming của mình ha Nói chung là khi mà các bạn so sánh ở cái dòng Cyborg này đi hay là lên dòng SO hay là lên dòng GE dòng ở trên thì những cái yếu tố về mặt trải nghiệm sẽ được giữ đồng nhất nó chỉ khác nhau về mặt cấu hình rồi về build quality một chút xíu thôi. Còn về mặt sử dụng hàng ngày thì nó khá giống nhau. Chẳng hạn như cái máy của mình ở đây có một cái bàn phím khá là tiêu chuẩn của MSI, nhìn vô là biết của MSI liền. Có những cái nút WASD được làm trong chút rất là đẹp, vẫn có đèn LED và LED này là LED vùng một màu thôi nhưng mà nó mình thấy nó cũng đủ đẹp và nó đủ cho mình xài trong điều kiện buổi tối ha tới cái khu vực mà chúng ta tiếp xúc nhiều nhất đó chính là cái màn hình thì do đúng cái tên của nó luôn đó chính là Cyborg 15 thì cái máy này được trang bị một cái màn hình kích thước là 15 inch à, tấm nền là IPS LCD bình thường thôi và kết hợp với đó là độ phân giải Full HD và 144 Hz thì nói chung đây chính là bản base và bản base thì chúng ta cần phải chấp nhận là nó sẽ không lên được 2k hoặc 3k đâu chỉ dừng lại ở full HD mà thôi trong quá trình mình trải nghiệm nó thì cái màn hình này nó đáp ứng vừa đủ cho những cái nhu cầu cơ bản của mình và mình nghĩ là cũng là cơ bản đối với những bạn tân sinh viên ha đó chính là một cái màn hình nó đủ sáng nó vừa đủ nét cho các bạn có thể học tập nè đọc tài liệu rõ ràng đọc web được xem youtube được xem video netflix nhẹ nhẹ được và đặc biệt là chơi game là phải được rồi bởi vì tần số quay lên tới 144 hạt là chơi những tựa game như là Counter Strike 2 là nó ngon lành ok la là luôn chi tiết về hiệu năng game mình sẽ gửi các bạn trong bài review chi tiết sau ha nhưng mà mình đánh giá đây là một con số khá ok và mình cũng chia sẻ với bạn một cái tiếp luôn các bạn mua máy này chỉ có 15 triệu mà thôi các bạn có thể nói ờ à, cái màn hình này tỷ lệ 16 chín nó hẹp quá hay là nó chỉ có Full HD nó không được nét thì các bạn hoàn toàn sau này các bạn có thể nâng cấp lên bằng cách là các bạn sử dụng một cái màn hình ngoài, một cái máy 15 triệu các bạn có thể bỏ thêm khoảng chừng 5 triệu đồng, các bạn mua thêm một cái màn hình ngoài gắn HDMI vô là các bạn có thể chiến thoải mái luôn ha. Thì nói chung với mức giá 15 triệu đồng mình đánh giá đây là một mẫu máy khá là đáng mua ha. Tiếp theo đó là một cái máy ở thuộc phân khúc cao cấp hơn nếu như các bạn có một cái hầu bao rủng rỉnh hơn cụ thể là rơi vào khoảng từ 30 cho tới 40 triệu đồng thì chúng ta sẽ có một cái máy nó xịn sò so hơn cụ thể là mẫu MSI So 16 mà mình đang có trên bàn đây và cũng như mình nói lúc nãy hầu hết các dòng laptop MSI bán tại Việt Nam có rất là nhiều những cái cấu hình cho các bạn tùy chọn ha do cái clip này hướng tới các bạn học sinh sinh viên tất nhiên mình sẽ chọn một phiên bản giá nó hợp lý nhất bản base để giới thiệu cho các bạn ha thì phiên bản mình đang có ở đây chính là phiên bản coi 7 14700 HX thế hệ 14 mới nhất luôn kết hợp với đó là RAM 16GB uh, SD1T PCIe và cuối cùng là một cái card RTX 4050 thì tất nhiên nếu như mà các bạn mà còn muốn đầu tư hơn nữa thì hoa các bạn hoàn toàn có thể lên phiên bản màn hình cao cấp hơn màn hình QHD cộng và kết hợp với đó là card 4060 thì cái này là tùy theo hồ bao của các bạn ha còn với phiên bản mình có ở đây thì chỉ với khoảng 30 triệu đồng là các bạn có thể có được rồi nhìn chung khi mà mình nhìn cái mẫu máy này nếu như các bạn đã từng coi cái video clip mình đánh giá về mẫu MSI GE 68 của năm 2023 thì các bạn sẽ thấy là nó có một cái sự khá là quen thuộc trên cái máy này nhìn nó rất là vạm vỡ nó nhìn nó chắc chắn nó lực đó và nó hướng đặc biệt tới những bạn nam luôn nha chứ nữ xài máy này nặng lắm các bạn và những bạn chuyên làm về cốt về đồ họa hay thậm chí là về việc chơi game không có nhu cầu gọi là di chuyển quá nhiều thì cái máy này hướng tới các bạn luôn nói mình nói là không di chuyển nhưng mà cái máy này thực tế cũng chỉ nặng 2,5 kg mà thôi với một cái Bill như vậy mà nếu vài năm trước thì mình nghĩ cái máy này cũng phải 3 ký mấy gần 4 ký các bạn nhưng mà năm nay MSA tối ưu khá tốt chúng ta có một cái máy kích thước màn hình lên tới 16 inch nhưng mà nó vẫn nhẹ dưới 3 ký đó là lý do là ký lý do tại sao các bạn không đó chính là cái máy này nó được build gần như hoàn toàn bằng nhựa full ha mặt trước mặt sau mặt đấy thì đều là nhựa hết đây, hoàn toàn có thể show cho các bạn coi luôn Nhưng mà không phải là nhựa rẻ tiền nha các bạn Mình xài, mình thử, mình gõ, mình gõ phím nhanh, mình đặt ở mọi nơi, mình gập lên gập xuống các kiểu Nhưng mà hoàn toàn không hề có một cái cảm giác gọi là ọp ẹp hay là rẻ tiền nào cả Nhiều bạn thường hay nói là laptop ai cái bản lề nó yếu và nó không đủ tin tưởng Cái này thì mình cũng không chắc được các bạn Bởi vì người ta nói là của bền tại người Và nó còn nói cái là trời độ đó các bạn Hên xui Cho nên là mình chỉ thấy là trong quá trình mình xài Mình xài mình rất là thoải mái Đặt lên, đặt xuống Rồi dùng ở rất nhiều tư thế Thì mình thấy là cái bản này này nó khá chắc chắn Và đủ tin tưởng cho mình sử dụng lâu dài ha Nãy giờ thì nói về cái gu form thiết kế Thì có thể nói là phong thiết kế thì tùy bạn thích hay không thích ha So với cái bản uh, sideboard hồi nãy Nhưng mà khi các bạn mở ra bên trong Thì có thể nói là là một sự nâng cấp hoàn toàn luôn và nó gần như là được bê từ cái mẫu GE68 mà mình đã từng review xuống ha các bạn thấy không từ cái layout bàn phím cho tới cái màn hình kích thước 16 inch tỷ lệ 16 chia 10 chắc bát cũng lớn khu vực chiếu để tay nó cũng rộng rãi đó có thể nói luôn nếu như mà năm ngoái bạn nào mà không có điều kiện mua cái mẫu máy MSI GE68 thì có thể cân nhắc cái mẫu 16HX này nha rồi, nói về cái màn hình thì đây là một cái màn hình 1610 chuẩn cho cả công việc, cho cả chơi game và cả xem phim nữa ha. So với màn hình 169 truyền thống thì nó hơi bị hẹp. Chúng ta có cái webcam bật ra che vô bảo mật. Đó, một cái màn hình tương đối đẹp. Và đây mình cũng nói luôn, năm nay ai để phân tách những cái phân khúc giá tiền cấu hình đó thì họ chọn theo cái hướng gọi là họ cắt cái chất lượng hiển thị. Các bạn thấy không? Bản base của cái máy MSI so hay là MSI Cyborg mà nãy mình có nói thì đều được hạ xuống Full HD nào cả Các bạn có thể bỏ thêm một số tiền lớn hơn để có một cái màn hình đẹp hơn, QHD và tần số quét cao hơn ha Còn trên máy này thì chỉ dừng lại ở Full HD 144 hz mà thôi Và như mình có nấu nãy, màn hình này đủ đáp ứng cho hầu hết mọi nhu cầu cơ bản của các bạn kết hợp với việc học tập, chơi game và làm việc nhẹ nhàng thì nó hoàn toàn ok. Bàn phím thì nó đã được nâng cấp với việc là chúng ta có đèn LED RGB theo vùng chứ không còn là đèn LED đơn sắc nữa. Gõ khá là ok, tuy là mình không thấy cái logo Steel Series ở đây như trên là dòng GE nhưng mà cái cảm giác gõ của mình trong khoảng một tuần qua trên cái mẫu máy này thì nó khá là ok, nó đẹp. Uh, nó gõ thoải mái, hành trình phím đủ sâu Đó là những gì mình muốn nói nhanh về cái mẫu máy MSI so 16X này Tất nhiên mình nó muốn nói rất là nhiều về mẫu máy này luôn vì Mình rất thích mẫu máy này ha Mình sẽ chia sẻ các bạn kỹ hơn trong bài review chi tiết Tiếp theo là một sản phẩm vô cùng thú vị Với phân khúc giá rơi vào khoảng 30 cho tới 32 triệu đồng tùy nơi bán ha Nếu như hồi nãy mình nói cái máy MSI so 16 hướng tới đặc biệt tới những bạn nam Yêu thích sự vạm vỡ cấu hình cao để có thể vừa học vừa chơi game được Thì đây lại là một mẫu máy hướng tới những bạn mong muốn sự gọn nhẹ Mỏng, nhẹ, dễ dàng mang đi, dễ dàng bỏ vào nhiều loại ba lô túi sách khác nhau Đặc biệt là những bạn sinh viên nữ Thì đây chính là mẫu MSI Prestige 13 AI Evo Cái tên dài thật mọi người, cho nên mình sẽ đọc tạm đọc là Prestige 13 thôi nha Thì nhìn vô cái mẫu máy này các bạn sẽ thấy cái đầu tiên luôn Đó chính là cái logo MSI theo kiểu mới Chứ không phải là logo rồng đỏ nữa Điều này chứng tỏ đây là một cái máy hướng tới đối tượng người dùng có thể nói là doanh nhân nè làm việc văn phòng và đặc biệt các bạn học sinh chứ không phải là dòng chuyên game nha các bạn nhưng mà tất nhiên với con chip trong này thì mình nghĩ là các bạn có thể chơi game nhẹ nhàng được không có vấn đề gì hết cái điểm ấn tượng của mình về cái mẫu Prestige 13 này nó chính là nó cực kỳ nhẹ luôn và phải nói là nó còn nhẹ hơn cả MacBook Air mà mình đang xài nữa các bạn đó con này cái trọng lượng mà mình cân được ở chỉ rơi vào khoảng là chín trăm mấy chục gram thôi chưa tới một ký thì mình thấy đây là một cái trọng lượng hoàn hảo để các bạn có thể cầm đi học đi làm đi chơi làm bất cứ mọi việc nào ở mọi nơi thì đều ok ha đặc biệt các bạn để cái laptop này lên chân làm ngồi xe buýt ngồi xe ô tô thì hoàn toàn thoải mái luôn Tuy là nó mỏng nhẹ như vậy nhưng mà nó khác với những cái mẫu máy mà dưới một ký mà khoảng vài năm trước đây. Trước đây với những cái mẫu máy đó thì nó gặp khá là nhiều vấn đề các bạn những mẫu máy mà nên nói là dưới một kg đó đó là cái thứ nhất là cái bản lề nó ọp ẹp thứ hai là nó không thể nào mở bằng một tay nhẹ nhàng như vậy được cái thứ ba là nó cái build quality của nó nó không tốt một nó hơi hơi nhựa một chút xíu nhưng mà riêng với mẫu máy này mình nhìn vô thì mình đã thấy cái sự sang trọng và đẳng cấp của nó rồi ha mỏng và nhẹ là vậy nhưng mà mình thấy cái máy này vẫn được trang bị khá là nhiều những cổng kết nối thông dụng chứ không như MacBook Air nha các bạn các bạn nhìn đi chúng ta vẫn có được cổng HDMI full size luôn hai cổng USB-C một jack uh, tai nghe 3.5 mm và bên đây chúng ta có một cái khe thẻ nhớ micro SD kết hợp với đó là một cái khe USB A truyền thống cho nên đây là mình đánh giá là một cái yếu tố rất cần cho các bạn tân sinh viên bởi vì sao? Chúng ta sẽ cần một nơi để gắn USB chuột là cái thứ nhất nè. Bên đây đó thì chúng ta có thể cắm sạc, chúng ta có thể cắm xuất màn hình ngoài, chúng ta có thể cắm kết nối với điện thoại đó. Cho nên là nó rất là phù hợp đó chứ mà chỉ có cổng dưới PC thì mình thấy nó hơi bị thiếu thốn ha đó là về phần ngoại thất và khi mở ra bên trong phần nội thất nữa thì mình cũng rất bất ngờ ở trên cái mẫu máy MSI này bởi vì nó khá là đẹp và chỉnh chu chúng ta có một cái màn hình kích thước là 13 inch ở trên có rất là nhiều những cái cảm biến kết hợp với camera từ đó các bạn có thể mở máy nhanh thông qua Windows Hello ha nhận diện khuôn mặt OK nhanh ngon lành và nếu như không muốn xài khuôn mặt thì ngay trên bàn phím chúng ta sẽ có một cái nút nguồn kim cảm biến vân tay nữa cho các bạn có thể thoải mái điều khiển cái máy của mình. Màn hình của cái phiên bản mà đang bán tại Việt Nam thì có độ phân giải lên tới là QHD, tấm nền OLED đáp ứng 100% dải màu DCI-P3 đó. Các bạn biết không? Màn hình OLED rồi mà còn chuẩn màu nữa thì nó không chỉ dùng để giải trí xem phim, xem Netflix HDR đâu các bạn. Các bạn nào mà học những cái ngành liên quan tới design, làm hình ảnh, đồ họa, biên tập thì cái màn hình này rất phù hợp cho các bạn chỉnh sửa hình ảnh và biên tập video ha. Uh, cấu hình của cái máy này thì sao? Chúng ta vẫn có một cái cấu hình như nãy mình nói á Tuy mỏng nhẹ như vậy nó hướng tới đối tượng người dùng làm việc và học tập là chính Nhưng các bạn vẫn có thể chơi game được bởi vì Nó sẽ hợp con chip Intel Core Ultra 7 155H kết hợp với đó là RAM 32GB Bộ nhớ trong SD1T và kết hợp với đó là các đồ họa tích hợp Intel A Ham. Thì đối với cái mức cấu hình này các bạn hoàn toàn có thể chiến tốt những tựa game eSports quen thuộc chẳng hạn như là Counter Strike, FIFA, PUBG Mobile đó các bạn có thể chơi thoải mái tất nhiên là phải setup up cái mức cấu hình nó vừa phải một tí ha chứ không thể nào gọi là max setting được nhưng mà nhìn chung là vẫn chơi ngon lành ok làm thì nhìn chung với cái mức giá 30 cho tới 32 triệu đồng mình thấy giá đây là một máy mỏng gọn nhẹ rất là đáng mua nãy giờ mình đang nói về mẫu laptop có thể là một món gọi là vừa học vừa chơi vừa làm vừa mọi thứ ha còn bây giờ mình sẽ giới thiệu một cái sản phẩm rất là thú vị luôn Đó chính là một cái món máy chơi game cầm tay hướng trực tiếp tới việc chơi game luôn các bạn Đó chính là mẫu MSI Claw ha Thì nhìn chung á những cái mẫu máy chơi game cầm tay được cho những người trẻ như mình rất là ưa chuộng từ nhiều năm trước rồi Bởi vì nó mang lại một cái cái khả năng gọi là chơi game ở mọi lúc mọi nơi Nhưng mà ngặt một cái ở Việt Nam mình cách đây vài năm thôi Thì hầu hết những mẫu máy chơi game cầm tay đều là những mẫu máy sách tay từ nước ngoài về cho nên là những cái cơ chế về bảo hành nó không được tốt cho nên là nhiều người cũng ái ngại khi mua kết hợp với đó là cái gố hình của thời điểm đó nó không có cao và nó không tối ưu được cái hiệu năng so với nhiệt lượng tỏa ra và thời lượng pin nữa đó giống như là ba bốn năm trước nhét những con chip mà i 7 i 9 siêu nóng vô một cái thân hình nhỏ bé tí vậy chơi tí hết pin hoặc là nóng quá cầm nó không thoải mái thì dạo gọi gần đây máy chơi game cầm tay chạy hệ điều hành Windows đang vươn lên bởi vì Intel đã ra mắt con chip Intel Core Ultra 7 nó vừa mang lại một mức hiệu năng ổn để đáp ứng hầu hết mọi tựa game kết hợp với đó là khả năng tiết kiệm pin và cái nhiệt lượng tỏa ra nó cũng khá tốt nữa cho nên đó là trên con máy MSI Core này như mình cầm trên tay đây chạy con chip Intel Core Ultra 7 và mình dùng cái máy này mình chơi những tựa game trên Steam Deck quen thuộc chẳng hạn như là Double 4, Persona 3 hoặc là Resident Evil hoặc là Dragon Ball đi thì mình thấy khá là hài lòng luôn và mình thay đổi cái quan điểm của mình về những máy chơi game cầm tay Windows ha trước đây mình hay chơi đúng các bạn mình nghĩ ôi rồi ôi với cái số tiền đó mình thà mình mua laptop hoặc mình ráp máy thùng mình chơi thì nó sẽ ngon lành hơn nhưng mà khi mình cầm con máy này thì mình thấy nó rất ok nha cái điểm ok nhất của nó không phải là cấu hình như các bạn đây của mình cũng chia sẻ thẳng với các bạn luôn nhiều bạn nghĩ là máy chơi game cầm tay mà dù xịn sò mua mấy chục triệu đi thì cấu hình nó sẽ cao nó sẽ mạnh hơn mấy tương đương với máy bài hoặc là laptop nhưng thực sự là không có nó yếu hơn hẳn luôn các bạn hoàn toàn không thể nào chơi game full setting ở trên những mẫu máy như vậy được nhưng đánh đổi lại các bạn có một cái máy form cầm nó công thái học nó có những cái nút joystick những nút X, Y, A, B như là các bạn cầm một cái Xbox controller nó làm cho các bạn cảm giác nó muốn chơi hơn nhìn nó nó nhìn nó ngon lành và nó, nó tập trung cho việc chơi game hơn và không bị gọi là sao nhãn bởi những cái tác vụ khác chẳng hạn như mình chơi game trên laptop đi lâu lâu có tin nhắn hiện lên hay lâu lâu có công việc mình phải tap ra tap vô mình làm thì nó mất cái gọi là cái mút chơi game đi còn trên mẫu máy này nó tối ưu riêng cho việc chơi game vào là ngay ngay khi vào luôn sẽ có một cái giao diện riêng dành cho việc chơi game nhấn vào game là và chơi thôi nó mang lại một cái cảm giác nó rất là hay ho ha các bạn các bạn nên sử rồi về cái mẫu máy MSI Claw này thì cái mức giá mà mình tham khảo được ở thiểm hiện tại kết hợp với khuyến mãi thì nó rơi vào khoảng 15 cho tới 16 triệu đồng thì mình đánh giá đây là một mức giá ok cho các bạn trải nghiệm chúng ta có một cái màn hình vừa đủ lớn với kích thước 7 inch độ phân giải là Full HD con chip là Intel Core Ultra 7 đó, cho nên đó là chiến tốt hầu hết mọi tựa game mà nãy giờ mình nói cho các bạn Những tựa game eSports thì khỏi nói nữa ha Nhưng mà cần lưu ý các bạn cần phải tinh chỉnh cái mức cấu hình sao cho nó phù hợp nhất ha Và mẫu máy này hướng trực tiếp đến những bạn sinh viên Remix <laughs> Những bạn sinh viên nào mà đã có laptop, có CV, có máy thùng ở nhà rồi Muốn mua thêm một cái máy để chơi game trải nghiệm thì MSI Claw cũng là một sự lựa chọn tốt dành cho các bạn ha và mình sẽ có một bài review chi tiết về mẫu máy này ở thời gian sắp tới Ủa, đó, tới outro rồi hả các bạn? Oh sorry các bạn nha, chơi máy MSI Core này ghiền quá cho nên là nãy giờ không để ý Rồi, và nãy giờ thì mình đã chia sẻ các bạn những cái mẫu máy tính từ thương hiệu MSI với cái tầm giá rơi vào khoảng 15 cho tới cao nhất là 32 triệu đồng thì bình giá phân khúc giá này sẽ phù hợp với những bạn học sinh và sinh viên ha đặc biệt những bạn tân sinh viên sắp sửa tụ trường back to school có thể cân nhắc lựa chọn mình sẽ xin recap lại một lần nữa Nếu như các bạn là một người có hồ bao không quá cao Cần một cái máy chỉnh chua đáp ứng vừa phải cho việc học, việc chơi và việc làm Thì đây, MSI Cyborg 15 là một sự lựa chọn phù hợp cho các bạn với mức giá chỉ khoảng 15 triệu đồng mà thôi Tiếp theo, nếu như bạn nào mà có hầu bao cao hơn rơi vào khoảng 30 triệu đồng đi Các bạn muốn một máy nó đẹp hơn, build nó tốt hơn, cấu hình cao hơn và mọi thứ nó đều nhỉnh hơn một chút xíu thì đây mẫu máy MSI so 16 hx là một sự chọn rất là ok cho các bạn luôn nha bởi vì nó mang những cái tinh túy từ phiên bản cao hơn đó chính là phiên bản GE series mang xuống cái mẫu máy này và mình đánh giá rất là ok luôn và cũng trong tầm giá khoảng 30 triệu nếu như các bạn cần một cái mẫu máy mỏng, nhẹ, dễ dàng mang đi mỗi lúc mọi nơi nhưng bên trong vẫn phải có một cấu hình đủ mạnh đáp ứng tốt cho việc học, việc làm và việc chơi cơ bản thì mẫu máy MSI Prestige 13 là một sự lựa chọn chân ái luôn. Quá, quá tuyệt vời với mức với trọng lượng chỉ 900g mà thôi. Và cuối cùng là một món ăn chơi mà mình thấy khá là thú vị và một cái trend trong thời gian đây đó chính là máy chơi game cầm tay MSI Claw đó, một cái máy có một cái thiết kế khá là công thái học cầm chơi game thoải mái Vừa cầm vào là có cảm giác muốn chơi game ngay Một màn hình cảm ứng 7 inch khá đẹp Độ phân giải Full HD kết hợp với đó là con chip Intel Core Ultra 7 Vừa đủ sức đáp ứng tốt hầu hết mọi tựa game AA có trên thị trường Tất nhiên với một cái thiết lập đồ họa nó phải tùy chỉnh lại nha các bạn và mình nghĩ với một giá mức giá 15 triệu đồng thì MSI Claw cũng là một sự lựa chọn khá là đáng để cân nhắc ha Và nếu như bạn nào mà muốn trải nghiệm giống như mình những cái mẫu máy của MSI Thì các bạn có thể đến ngay triển lãm facial của tụi mình diễn ra vào cuối tuần này ha Thì tại đây MSI sẽ có một cái khu vực à, trưng bày và cho trải nghiệm Các bạn có thể hoàn toàn tới cầm thử cái mẫu MSI Claw này để chơi game Hoặc có thể hand on những cái mẫu máy laptop này trước khi quyết định mua cho cái mùa tụ trường sắp tới ha Thì thông tin chi tiết về triển lãm facial mình sẽ để ngay dưới phần comment cho các bạn xem nha rồi và video đến đây cũng đã đủ dài rồi Bạn nào có những câu hỏi nào liên quan tới những mẫu máy này Có thể hỏi ngay trong phần comment Hoặc là tới Facebook Hỏi ngay MSI và hỏi ngay mình cũng có mặt trong sự kiện Facebook sắp tới nha Xin chào